Đây là góc trồng hoa hồng trên sân thượng của tôi. Sau một vài ngày băng giá thì hôm nay nắng là một ngày có nắng, nên cây hoa hồng nó cũng rực rỡ lên. Cây này chắc mọi người đều biết, cây này là Red Eden, một trong những cây leo rất là khỏe và bồng bềnh. Tiếc là theo đánh giá của tôi là hương không được thơm lắm, hay gần như không có hương. Cây này được cái sai hoa và lúc nào cũng hoa trùng. Đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng với những bạn trồng hồng leo ưa thích màu đỏ thì Red Eden cũng là một lựa chọn không tồi lắm. Cái này là Mary Rose, một trong những cây mà có cái màu sắc tôi rất là thích. Hay Tết thì đang đến ngày hết hoa nên cũng không có nhiều, chỉ còn vài nụ. Đây là gốc hoa hồng tôi trồng.